mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quỳnh à, hôm nay đúng là ngày đại hỷ đó. Quỳnh đừng có không vui như vậy mà. Đứng lại. Dừng. Ê, sĩ kỳ Quỳnh, Quỳnh định làm gì hả? Quỳnh à, sĩ kỳ Quỳnh. Sĩ kỳ, Quỳnh cũng tới chung vui nữa sao? Tiêu cổ nhan, Quỳnh nghe đi. Hai người con gái Quỳnh cưới hôm nay, một người là em gái ta, một người là người mà ta hết lòng thương yêu. Từ nay trở đi, Quỳnh phải đối xử tốt với họ, đừng bao giờ có ý niệm muốn xuất gia nữa. Nếu như Quỳnh dám bỏ rơi họ, Đàm Sĩ Kỳ ta tuyệt đối không tha cho Quỳnh. Quỳnh à, làm gì vậy? Tiểu thư, không được mở khăn trùm ra. Người đừng lo. Dạ. Quỳnh. Tiểu muội, muội thưa với cha mẹ giúp Quỳnh, nói rằng Quỳnh có việc phải đi xa, không nên tìm Quỳnh. Quỳnh định đi đâu? Quỳnh đi làm gì mà một người đại trượng phu phải làm? Tìm một con đường kiến công lập nghiệp. Tiểu muội, Quỳnh đi đây, Quỳnh có lỗi với muội. Nè, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh định đi đâu? Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Tiêu đại nhân, cưới hai nàng dâu cùng một lúc ở Tuyền Châu này rất hiếm thấy đó. Đa tạ, đa tạ. Tiêu đại nhân, hoa nở liền cành, việc tốt thành đôi. Tiêu đại nhân quả thật là có phước đó. Đúng, chúc mừng, đúng. Chúc mừng. Đa tạ, đa tạ các vị quan long. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ, mừng. Xin đa tạ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, Nham Nhi, mẫu thân của con mất sớm, ta và cha của con cùng nhau đưa con tới ngày khôn lớn. Nhưng mà người ta thường nói mẹ kế như ác mẫu. Không, mẹ đã nuôi con cũng giống như mẫu thân vậy, hình như biết ơn không hết mà. À, thì được rồi, con đã có lòng hiếu thảo như vậy. Bây giờ con đã khôn lớn, cũng đã thành thân rồi, từ nay mọi việc phải nương vào chính mình. Con phải nên biết, một mình con gánh hai trọng trách nhà họ Tiêu. Một người là cha của con, người kia là tam thúc của con. Cho nên lúc bà nội con còn tại thế đã hứa hôn cho con hai vị cô nương, một họ Đàm, một họ Điền, ngang hàng bằng nhau, không phân lớn nhỏ. Sau này nếu Điền cô nương sanh con trai thì theo bên cha con, nếu Đàm cô nương sanh con trai thì theo bên tam thúc của con. Đêm nay là đêm động phòng qua chúc của con. Tam thúc con đã đi rồi, không có người kế thừa. Theo lý mà nói, con nên đến động phòng Đàm cô nương trước, đêm mai hãy đến động phòng Điền cô nương. Không, con... À, đây là chuyện thường của con người, con không cần phải e thẹn. Đàm cô nương nhỏ hơn con 3 tuổi, con phải nên chăm sóc cho cô ấy. Hả? Đi đi. Ờ không, con không đi. Nhìn con kìa, đã lấy vợ rồi mà còn như con nít vậy đó. Mau đi đi, đi đi, đi đi mà, đi đi. Vô đi. Quỳnh cỡ đó đi nha.
Nè, cố nhà em huynh, mẹ muội nói phải mở khăn trùm đầu. Tập 3. Cổ Nham, huynh làm gì vậy? Tọa thiền. Huynh đâu phải là hòa thượng, tọa thiền cái gì? Nàng không hiểu đâu. Không hiểu? Không hiểu thì huynh dạy muội đi. Cổ Nham, giống như lúc còn nhỏ huynh dạy muội học vậy. Ớ, mấy năm rồi không gặp, muội không nhận ra huynh nữa đó. Nàng trở thành một cô nương lớn rồi. Đúng vậy, từ nay trở đi huynh chính là tân lang của muội. Còn muội hàng ngày có thể sống cùng với huynh. Cổ Nham, muội thích sống cùng với huynh. Mấy năm nay huynh về quê, muội rất là nhớ huynh. Nè Tương Nguyệt à, ta về nàng đọc kinh nha. Đọc kinh? Ờ. Đọc kinh gì? Kinh Phật. Muội không phải ni cô thì đọc kinh Phật làm gì? Hơi. Cổ Nhà, muội buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Nàng đi ngủ đi. Vậy huynh ngủ ở đâu? Ta tọa thiền ở chỗ này vậy. Được thôi. Ê, lão già, chúc mừng, chúc mừng. Lão già, cục đa nặng trong lòng ngài cuối cùng cũng buông xuống được rồi. Chỉ chờ đến sang năm là bế cháu nội. Dù sao thì con của ta cũng là một đứa trẻ rất ngoan. Cũng tại ta lúc trước đối với nó quá nghiêm khắc. Chỉ cần nó bỏ đi tâm niệm muốn xuất gia, ở nhà học kinh điển của Phật giáo thì cũng không phải là việc xấu xa gì. Rất nhiều đạo lý trong Phật giáo cũng giống như Nho giáo vậy thôi. Mặt đất nhiều khí lành, ngồi lâu không tốt. Phu quân, sao chàng không ngồi lên trên ghế? Khí lành rất tốt. Nàng đừng khóc, để người khác nghe thấy thì ta... Phu quân, nếu chàng nghe thiếp thì chàng cứ nói thẳng ra đi. Không có, không có chuyện đó. Thiếp biết bên ngoài có những lời nói ra nói vào đối với thiếp. Nếu như phu quân tin thì... Tin đồn gì? Ta chẳng hề biết gì hết. Nàng không nên suy nghĩ lung tung nữa. Nàng là cô gái ngoan, ít thấy trên đời.
Nhưng mà vấn đề đó, đó không phải tại nàng. Vậy vấn đề ở chỗ thiếp không được bằng tiểu thư họ Đàm. Không phải, các nàng rất tốt, là do ta không tốt. Phu quân, chẳng có vấn đề gì, nói ra đi, mày ra thiếp có thể chia sẻ cùng chàng. Nàng không thể chia sẻ nổi đâu. Phu thê bổn thị đồng lâm điểu, phong vũ lai lâm các tự phi, cuối cùng thì ta cũng cô phụ các nàng thôi. Tại sao phu quân lại nói như vậy? Tại sao chứ? Nên biết sanh tử vô thường. Hôm nay hồng nhan, ngày mai màu xanh. Kiếp này nợ tình, kiếp sau phải trả. Sao chúng ta lại phải chấp trước thứ tình nhân này chứ? Phu quân à, chẳng lẽ chàng thực sự nhìn thấu hồng trần, có tâm niệm muốn xuất gia sao? Tâm niệm này ta đã có từ lâu rồi, chỉ là chàng đã lập chí muốn xuất gia, tại sao chàng không nói ra sớm, cũng dễ tự hôn. Ngày nay hai đứa chúng ta như gạo đã nấu thành cơm, chàng nghĩ xem chúng ta phải làm gì bây giờ đi. Ta biết tội nghiệp của ta rất nặng, nhưng mà lệnh cha khó cải, bây giờ đã là sai lầm lớn rồi, ta không thể tiếp tục sai lầm nữa. Phá hoại sự trong sáng của hai tiểu thư. Chúng ta đã cùng nhau lại trời đất, lại nhập động phòng rồi, chúng ta còn nói gì đến sự trong sáng nữa. Thiếp, số phận của thiếp sao, sao khổ vậy? Nga Anh, số phận của thiếp khổ quá. Nga Anh, nàng đừng khóc nữa, nàng đừng khóc nữa có được không? Hài Nhi, thỉnh ăn cha mẹ. Tốt. Cổ Nham, hai người vợ của con đều là những người thấu thư đạt lý, con nhà quý tộc, con phải nên cư xử tốt với họ đó, rõ chưa nào? Hài Nhi biết rồi. Nào, con dâu, lại đi, lại đi, lại hồi bên mẹ nè, lại đi. Sau này phải nhờ tụi con chăm lo cho Cổ Nham đó. Nếu như nó ăn hiếp ngược đãi tụi con thì con nói với mẹ ha. Dạ. Nga Anh à, tại sao mắt của con lại sưng đỏ lên như vậy? Không có gì. Tối hôm qua khóc rồi có đúng không? Không phải ạ. Chắc có thể là do khói pháo hôm qua đã làm cho mắt của con bị nhậm thôi. Ha ha ha, 问什么的说呵。